Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau học về thì hiện tại hoàn thành hay còn được gọi là present perfect ở trong tiếng Anh. Thứ nhất là về cấu trúc của thì present perfect. Đối với câu khẳng định thì nó sẽ là I, you, we, they cộng với cả have cộng với cả verb ở dạng past participle. Thì các bạn biết rồi đấy, past participle là dạng quá khứ phân từ 2. Đối với những cái động từ thường thì chúng ta sẽ chỉ cần thêm ed vào thôi. Ví dụ như là watch thì chúng ta sẽ thêm ed thành watched, nhưng mà watch it, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái past participle ở của những cái dạng động từ bất quy tắc, ví dụ như là từ eat ăn chẳng hạn, thì dạng quá khứ bình thường của nó là ate, nhưng mà dạng quá khứ phân từ 2 là eaten. Thì những cái đấy các bạn cần chú ý nhá. I, you, we, they cộng have cộng verb ở past participle. Ví dụ I have done my homework. Còn đối với chủ ngữ là he, she, it thì sẽ là cộng với cả has cộng verb ở dạng past participle. Ví dụ Tommy has done his homework. Rồi về dạng phủ định thì chúng ta chỉ cần thêm not vào là xong. Như mọi trường hợp I, you, we, they cộng have not hay còn được gọi là haven't cộng với cả verb ở dạng past participle, hoặc là he, she, it cộng has not, hoặc là hasn't cộng verb past participle. Ví dụ I haven't eaten dinner là tôi chưa ăn tối, hay là Anna hasn't done her homework, Anna chưa làm xong bài tập về nhà. Đối với dạng câu nghi vấn thì sẽ là have I, you, we, they cộng verb ở dạng past participle, hay là has he, she, it cộng verb ở dạng past participle. Ví dụ have you finished this math exercise, bạn đã hoàn thành xong bài tập toán này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhanh một bài tập là về hãy chọn cái form đúng của những cái câu sau ở trong thì hiện tại hoàn thành nhé. Câu thứ nhất thì chủ ngữ là they, thế nên là động từ tiếp theo sẽ phải là have chứ không phải là has theo như cấu trúc mà mình đã học. Tương tự như vậy, câu số 2 đáp án sẽ là have, câu số 3 đáp án sẽ là has, câu số 4 đáp án sẽ là has và câu số 5 đáp án là have.